thay đồ xong rồi, cặp đi học thôi. Thế thì bọn tôi yêu yêu quá, chắc sẽ chịu học mà. Đi đây. Cuối cùng đã tới lớp. Chào, chào cậu. Chán ơi, có chuyện gì làm cả. Thôi, đi xuống ăn sáng một chút. Cô ơi, cô lấy con cái bánh hamburger. Được rồi, cô sẽ đi lấy. Dạ. Đói quá.